Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Phong Thổ đẩy mạnh xây dựng sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Quỹ vì em hiếu học của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel hiện thực hóa hàng chục nghìn ước mơ nhỏ vùng cao Lai Châu. Hội người cao tuổi huyện Than Uyên phối hợp với các cấp các ngành địa phương triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách chăm lo cho người cao tuổi. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là các nội dung thuộc phần vốn sự nghiệp hiện đang có tỷ lệ giải ngân rất thấp, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục có công văn hỏa tốc về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025 yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau. Đối với các nội dung đã đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện và các khó khăn vướng mắc đã được các sở ban ngành đoàn thể tỉnh giải đáp thỏa đáng, đề nghị các đơn vị quyết liệt tập trung huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, tăng cường trao đổi, học tập, cách làm hay của các đơn vị đã triển khai thực hiện được, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2022 và trên 95% kế hoạch vốn năm 2023 đã phân bổ cho các đơn vị, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm về phần vốn đã giao các đơn vị nhưng không thực hiện giải ngân. Đối với các đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền của tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính và các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh tiến độ triển khai thực hiện trước ngày 15 hàng tháng. Các đơn vị chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể triển khai thực hiện ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm thực hiện nghị quyết số 05 ngày 22 tháng 2 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp có giá trị gắn với nhu cầu thị trường và lợi thế cạnh tranh. Với sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân trên địa bàn tỉnh vượt qua thách thức, đạt được nhiều kết quả cao, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa tập trung bước đầu khai thác lợi thế gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng vật nuôi để giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân, tổ hợp tác có nguồn lực, tỉnh hỗ trợ từ ngân sách địa phương, vốn lồng ghép, vốn xã hội hóa, thực hiện hết năm 2022 được trên 1.000 tỷ đồng. Thực hiện quy hoạch, quản lý đất đai, cơ cấu lại các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa điển hình như chuyển đổi 1.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa, thực hiện quản lý đất sản xuất nông nghiệp gắn với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Đến nay, toàn tỉnh có gần 6.900 ha cây mắc ca, 9.540 ha chè, 3.836 ha lúa hàng hóa, sánh cù, tẻ dâu, nếp tan, trên 1.600 ha cây ăn quả, gần 13.000 ha cao su, trên 72.000 chậu địa lan, 171 ha diện tích hoa, củ, quả tập trung. Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng thương phẩm và trang trại gia trại với quy mô từ 10 con trở lên. Hiện toàn tỉnh có 194 cơ sở chăn nuôi tập trung. Với lợi thế về diện tích rừng, có nhiều loại hoa là điều kiện thuận lợi để phát triển đàn ong. Hiện toàn tỉnh phát triển trên 12.300 thùng ong, chăn nuôi cá lồng trên lòng hồ các thủy điện được quan tâm thực hiện với trên 187.000 khối thể tích ao nuôi. Các cơ sở chế biến được quan tâm phát triển, hiện nay toàn tỉnh có 38 cơ sở chế biến nông lâm nghiệp đã và đang đầu tư. Toàn tỉnh có 158 sản phẩm OCOP có thể khẳng định từ khi triển khai nghị quyết đã đi vào cuộc sống, đảm bảo đúng tiến độ chất lượng theo chỉ đạo của tỉnh ủy. Những năm qua, huyện Phong Thổ tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng sản phẩm nông nghiệp chủ lực, qua đó từng bước hướng tới liên kết chuỗi giá trị theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần xây dựng sản xuất nông nghiệp, hàng hóa mang đặc trưng, đặc sản của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân.
Trong thời gian qua, để xây dựng sản phẩm nông nghiệp chủ lực, huyện đã lãnh chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân tập trung phát triển sản xuất để hình thành những sản phẩm chủ lực, như tiếp tục đảm bảo duy trì gần 4.600 ha lúa, triển khai trồng mới và chăm sóc trên 680 ha chè, trồng tập trung và chè cổ thụ, trên 430 ha cây mắc ca, duy trì chăm sóc và khai thác gần 1.400 ha cây cao su, tập trung trồng phát triển 3.898 ha cây ăn quả, trong đó chủ yếu là cây chuối, chanh leo, xoài, lê. Mở rộng phát triển trên 62.000 trậu địa lan và phát triển mới gần 18 ha cây sâm lai châu. Đồng thời đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, phát triển 1.340 đàn ong, mở rộng thể tích gần 6.600 mét khối nuôi cá với 4 cơ sở là xí nghiệp, hợp tác xã và 31 cơ sở hộ gia đình nuôi. Cùng với đó, thông qua các chương trình, đề án về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, đẩy mạnh liên kết 4 nhà để đưa vào trồng trọt chăn nuôi, cây con giống có năng suất chất lượng cao nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế, vận động nông dân thâm canh tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất và mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang trồng và nuôi các loại cây con giống khác, tăng cường mở rộng các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong quá trình phát triển, triển khai xây dựng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, được các cấp ủy chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo chỉ đạo, từ đó nâng cao được nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và tạo sự đồng thuận, tự giác, tự nguyện của nhân dân. Thông qua việc thực hiện các chương trình thì đã góp phần chuyển đổi sản xuất từ nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên kết giá trị theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã có truy xuất nguồn gốc này theo nhu cầu thị trường, khơi dậy được tiềm năng của đất đai, sản vật lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy không phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ thực hiện các giải pháp đó thì đến nay đã xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho được 4 sản phẩm nông nghiệp và hình thành được 20 sản phẩm OCOP trên địa bàn toàn huyện. Tận dụng khí hậu mát mẻ, nguồn nước mát lành, hợp tác xã Dương Yến đầu tư nuôi cá tầm, cá hồi. Hiện cá của hợp tác xã được nuôi theo đúng quy trình, thức ăn nhập khẩu từ Hà Lan, Pháp và được nuôi trong môi trường nước sạch với hệ thống bể lọc, ống dẫn nước và máy móc chế biến các sản phẩm từ cá hiện đại. Các sản phẩm như là cá hồi phi lê, cá tầm cắt khúc, ruốc cá hồi Dương Yến của hợp tác xã đã đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh. Cùng với đó, hợp tác xã cũng đã đầu tư khuôn viên nhà hàng để phục vụ khách tới tham quan và thưởng thức các món ăn từ cá tầm, cá hồi. Chúng tôi đã thực hiện làm 3 sản phẩm, có 3 sản phẩm OCOP mà đạt 3 sao của tỉnh Lai Châu. Đó là sản phẩm ruốc cá hồi Dương Yến, cá hồi phi lê Dương Yến và cá tầm cắt khúc Dương Yến. Đây là 3 sản phẩm OCOP chủ lực của hợp tác xã hiện tại. Và ngoài ra thì khi mà sản phẩm cá đã đạt được chất lượng ổn định rồi thì chúng tôi sẽ hướng đến là sản xuất, thực hiện luôn là chế biến luôn cho khách ăn tại nhà hàng. Để đảm bảo được cái chất lượng của cá thì trước tiên là những cái khi mà chăm sóc cá thì thứ nhất là cái nguồn nước phải đảm bảo. Thứ hai nữa là các cái chế phẩm mà chúng ta sử dụng khi mà chăm sóc cá thì phải đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đối không được sử dụng các cái chất cấm. Và ngoài ra thì cái khâu lựa chọn thức ăn cá cũng rất là quan trọng. Thì khâu lựa chọn thức ăn cá thì chúng tôi cũng lựa chọn những cái nhà cung cấp có uy tín ở thứ nhất là trong nước, thứ hai là ngoài nước. Và thứ ba nữa đó là cái khâu chăm sóc vệ sinh cá thì cũng cần phải đảm bảo đúng kỹ thuật. Năm nay thì sản phẩm OCOP thì hợp tác xã đang hướng đến một sản phẩm nữa, đó là cái cá hồi sông khói. Trong thời gian tới, huyện Phong Thổ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với liên kết chuỗi giá trị, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ cho người dân, tập trung mở rộng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hướng xuất khẩu, liên kết bao tiêu như là chuối, chanh leo, dứa, xoài, ớt, mía, ngô ngọt, rong giềng, v.v. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án chính sách về lĩnh vực nông nghiệp, sự nghiệp khoa học và nguồn vốn vay thông qua hệ thống các ngân hàng để hỗ trợ các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà máy sơ chế chế biến các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, tăng cường xúc tiến thương mại nhằm quảng bá sản phẩm, giới thiệu sản phẩm và tiếp tục đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Qua đó kết nối thúc đẩy phát triển thị trường nông sản, xây dựng vị thế cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Phong Thổ. Thưa quý vị và các bạn, với thông điệp khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn, 10 năm qua chương trình Vì Em Hiếu Học được triển khai trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã giúp hiện thực hóa hàng chục nghìn ước mơ nhỏ của các em học sinh hiếu học, đồng thời kêu gọi cộng đồng tổ chức cá nhân cùng chung tay tiếp sức cho hàng triệu giấc mơ hiếu học khác
trên toàn đất nước Việt Nam. Đây là chương trình do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam triển khai từ năm 2014. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024, Viettel Lai Châu đã trao 600 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích cao trong học tập của các trường học tại 60 xã trên địa bàn tỉnh, trị giá 1,2 tỷ đồng từ quỹ Vì Em Hiếu Học. Cháu rất vui khi được biết là cháu được nhận cái học bổng của Viettel Lai Châu, và cháu cũng cảm ơn các cô chú và đã cho học bổng lên cho cháu, và cháu sẽ nỗ lực hơn nữa trên con đường học tập của mình trong suốt những năm học qua và tiến tới tương lai, và sẽ cố gắng hơn nữa. Lần đầu tiên thì cho em xin cảm ơn đến Viettel Lai Châu đã gửi những suất học bổng này cho chúng em. Và em cảm thấy khá là xúc động và vui mừng khi nhận được suất học bổng này. Nó hỗ trợ cho em rất nhiều trong học tập, sẽ hỗ trợ những phần nào đó để em mua trang bị cho em khi học tập, mua đồ dùng học tập. Với triết lý kinh doanh gắn liền trách nhiệm xã hội, Viettel Lai Châu đã triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng lớn trên địa bàn tỉnh. Tính từ năm 2014 đến nay, Viettel Lai Châu đã trao tặng 6.750 suất học bổng cho các em nghèo vượt khó học giỏi với số tiền 8,6 tỷ đồng, qua đó tạo điều kiện cho các em thực hiện hóa ước mơ được tiếp tục cắp sách đến trường, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, những công nhân có ích cho gia đình và xã hội. Trong quá trình triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là phát triển hạ tầng mạng lưới ở vùng sâu vùng xa thì Viettel cũng nhận thấy là các em học sinh nơi đây thì còn rất nhiều những khó khăn, thiếu thốn và phải nói là những thiệt thòi so với những học sinh miền xuôi. Thế thì chính vì thế mà chương trình Vì Em Hiếu Học được Viettel triển khai năm nay năm thứ 10 với hàng năm là 600 suất học bổng trên một năm với tổng giá trị là hơn 8 tỷ. Nhằm với mong muốn là chia sẻ những cái khó khăn thiệt thòi đối với các em học sinh vùng cao. Và đây cũng là chương trình mà thể hiện Viettel với là một doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn. Trong những năm gần đây, từ vai trò của một doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu và sứ mệnh chủ đạo kiến tạo xã hội số, Viettel Lai Châu đã tích cực hỗ trợ ngành giáo dục đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục đầu tư phát triển các giải pháp mới cũng như ứng dụng các nền tảng công nghệ hiện đại để hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục, tạo ra một xã hội học tập hiệu quả. Thông tư 24/2023 của Bộ Công an về quy định cấp thu hồi biển số xe cơ giới được triển khai từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Do đó, nhiều thay đổi trong việc làm thủ tục, mặc dù đã có nhiều văn bản hướng dẫn, nhưng nhiều người dân khi làm thủ tục vẫn lúng túng, thắc mắc. Để hiểu rõ hơn về thông tư này, Trung tá Trần Ngọc Hà, Phó trưởng phòng Cảnh sát Công an tỉnh sẽ giải đáp qua cuộc phỏng vấn ngay sau đây. Vâng, xin đồng chí biết thì việc triển khai cái thông tư số 24/2023 của Bộ Công an về thu hồi và cấp biển số xe thì có tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không ạ? Đối với cái việc của thông tư 24 này, nó sẽ mở ra một số cái điểm mà thuận lợi nhất cho bà con nhân dân. Cái thứ nhất đó là cái việc mà đối với người mà mua bán xe mà chuyển đổi qua nhiều đời chủ mà không tìm được, thì cái thông tư 24 này cũng đã quy định rất chi tiết cụ thể là chủ xe có thể đến trực tiếp làm khai báo đối với cái việc chuyển đổi. Cái thứ hai nữa là cái việc đối với cái việc đăng ký theo thông tư 24 thì là người dân có thể đăng ký ở các điểm đối với việc phân cấp, trong đó là trước đây thì có thể là hộ khẩu đâu đăng ký đấy, nhưng bây giờ chúng ta có thể chuyển đổi về cái việc mà di chuyển hộ khẩu và nơi tạm trú tạm vắng trên hệ thống đã được cơ quan thẩm quyền gọi là thẩm định, thì việc đó chủ phương tiện có thể đăng ký tại cái nơi điểm mà đang có thể sinh hoạt hoặc là công tác. Trong quá trình triển khai thông tư này thì đối với lực lượng cảnh sát giao thông gặp cái khó khăn vướng mắc gì không ạ? Thứ nhất là bây giờ cái hệ thống phần mềm mới liên quan đến việc đăng ký thì là cái công tác tập huấn liên quan đến việc này thì một số đồng chí là sẽ cái thao tác không chưa nhanh. Đấy, thứ hai nữa là cái liên quan cái hệ thống dữ liệu và cập nhật đường truyền. Đấy, cái đôi lúc nó có thể là chưa được loát nhanh trong cái vấn đề mà xử lý thông tin. Và hai là hệ thống cập nhật giữa việc định danh cũng như là cái hệ thống cập nhật đăng ký dữ liệu và hoặc là cái tờ khai điện tử. Khi mà người dân có thể khai điện tử trên dịch vụ công nhưng mà đối chiếu và trích dữ liệu ra thì có khi là chưa cập nhật kịp thời.
Đấy, đâm ra cũng là một số cái con mắc trong cái công tác đăng ký quản lý phương tiện. Đối với người dân mà đến đăng ký cái quản lý phương tiện, đăng ký phương tiện này thì là trực tiếp là người ta đến đăng ký thì cán bộ mà nếu mà hỏi, một là qua dịch vụ công, hai là các đồng chí trực tiếp đến thì cán bộ trực tiếp sẽ ra hướng dẫn cụ thể cho người dân về cái cách, các bước liên quan đến cái việc mà đăng ký quản lý phương tiện. Thì cũng có một số người dân là người ta có thể sử dụng về cái công nghệ thông tin, hoặc là người ta sử dụng về cái việc cái am hiểu về cái thông tư mới này ra, người ta cũng chưa nắm bắt được hết. Nên đơn giản là vấn đề có thể người ta có thể hỏi, hoặc là người ta sẽ những cái gì mà chưa giải đáp thắc mắc được thì người ta cũng sẽ có cái ý kiến để phản hồi trực tiếp. Thì cán bộ đã đội đăng ký có thể trực tiếp đã làm công tác hướng dẫn đối với từng người dân một. Dạ vâng ạ, cũng theo thông tư số 24 thì việc chuyển nơi cư trú không phải đổi biển số xe định danh. Thì nhiều người dân muốn biết là việc giữ nguyên vùng hay là chỉ giữ nguyên số xe, còn vùng phải di chuyển. Ví dụ như biển số 25A1245 thì khi về Thái Bình thì giữ nguyên hay chuyển thành là 17A1245. Đồng chí có thể giải thích rõ điều này không ạ? Cái này thông tư 24 đã quy định rõ rồi, tại khoản 8 điều 3 thì quy định đối với các chủ phương tiện khi đã định danh về cái biển số xe mà người đó là di chuyển từ địa phương, từ tỉnh này sang tỉnh khác, hoặc từ tỉnh về các địa bàn của trung ương thì lại sẽ giữ nguyên biển số mà chỉ thay đổi về cái trường thông tin trên giấy đăng ký đối với cơ quan mà khi mà tiếp nhận mà phiếu di chuyển thì sẽ thực hiện theo cái thay đổi thông tin, còn riêng biển số là giữ nguyên theo cái mã định danh cá nhân của từng người đến đăng ký. Ví dụ như một trường hợp là như ở Lai Châu, ví dụ là đăng biển số là 25A1245 mà khi mà di chuyển ra một tỉnh ngoài hoặc là đến địa phận của trung ương và địa phương khác thì là cá nhân đó sẽ giữ nguyên được cái biển đó 1245 đó, 25A1245 đó, và chỉ thay đổi về cái thông tin trên địa chỉ đăng ký. Thì mặc định là khi mà một người dân mà sau ngày 15/8 đăng ký một biển số định danh thì sẽ là cái biển số đấy đi theo cá nhân từng đồng chí hoặc là từng cái người dân đó một. Dạ vâng, xin cảm ơn đồng chí. Thời gian qua, công tác chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn huyện Than Uyên luôn được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, nhất là về mặt tinh thần, vật chất và sức khỏe người cao tuổi. Với phương châm không để bất kỳ người cao tuổi nào phải thiếu về vật chất và tinh thần, được tham gia sinh hoạt cộng đồng, được chăm sóc về sức khỏe, Hội người cao tuổi huyện đã phối hợp với các cấp các ngành địa phương triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách chăm lo cho người cao tuổi nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Ông Vũ Xuân Lý năm nay 76 tuổi, ở bản Cầm Trung 1. Hiện tại ông mắc nhiều bệnh tuổi già như là tăng huyết áp, u xơ tuyến tiền liệt, mắt mờ. Sau khi nhận được giấy mời từ Hội người cao tuổi và trạm y tế xã, từ sáng sớm ông đã ra trạm để được thăm khám sức khỏe. Nhờ thường xuyên được thăm khám sức khỏe đã giúp cho ông biết được tình trạng về sức khỏe và có các biện pháp giữ gìn sức khỏe cũng như là chữa bệnh kịp thời. Trong cái khám sức khỏe này là do sự quan tâm của nhà nước đối với người dân thì chúng tôi là rất cảm ơn. Và trong cái bệnh tình thì đau đớn thì báo đấy và khám đến nơi đến chốn, thì là phát thuốc cho những người cao tuổi rất đàng hoàng và đầy đủ. Hội người cao tuổi huyện Than Uyên hiện có gần 5.400 hội viên người cao tuổi tham gia sinh hoạt tại 131 chi hội, bản, tổ dân phố với 12 cơ sở hội. Từ đầu năm đến nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi của huyện đã phối hợp cùng với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 3.800 hội viên người cao tuổi. Ngoài ra, Hội người cao tuổi các cấp trong huyện đã cấp thẻ y tế cho trên 3.400 cụ. Điểm nổi bật trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại huyện Than Uyên là trường hợp người cao tuổi bị ốm liệt giường. Trên 80 tuổi không có khả năng đi lại đều được các y bác sĩ khám trực tiếp tại nhà. Hình thức này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các hội viên. Nhờ vậy, 100% hội viên có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ y tế và khám sức khỏe định kỳ, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và tham gia các hoạt động xã hội. Bây giờ được sự quan tâm của nhà đảng và nhà nước về khám sức khỏe cho tất cả chúng tôi rất phấn khởi và cảm ơn đảng và nhà nước. Thế chúng tôi là các bệnh như bản thân tôi là bệnh tiểu đường này, bệnh khớp này, thế như vậy là được đảng và nhà nước đã quan tâm cấp thuốc. Thường là người cao tuổi thì cái sức khỏe nó không đảm bảo,
Thì chúng tôi thì đi làm cống hiến, bây giờ về hình nghỉ hưu rồi. Thì buổi hàng ngày thì giúp đỡ con cháu, và buổi chiều hôm nay thì cũng luyện tập thể thao cho bóng chuyển hơi, đảm bảo sức khỏe. Cùng với đó, ban đại diện hội người cao tuổi huyện đã đề xuất với cấp ủy chính quyền huyện thành lập các câu lạc bộ người cao tuổi ở cơ sở, thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Ban đại diện hội người cao tuổi huyện đẩy mạnh phong trào bóng chuyển hơi, dưỡng sinh tâm thể, khiêu vũ, văn nghệ, thể thao. Đến nay trên địa bàn của huyện có 15 câu lạc bộ, trong đó có 4 câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau, 1 câu lạc bộ thể dục thể thao văn hóa văn nghệ dưỡng sinh tâm thể với 20 đội văn nghệ, 16 điểm tập, thu hút trên 500 người cao tuổi tham gia. Với việc tổ chức tốt các phong trào thể dục thể thao văn hóa văn nghệ mà người cao tuổi trên địa bàn của huyện Than Uyên phấn khởi, khơi dậy niềm đam mê trong các phong trào, tạo không khí phấn khởi để phát huy vai trò tuổi cao gương sáng tại địa phương. Thời gian qua, huyện Sìn Hồ luôn chú trọng trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, làm công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật. Tính đến nay, đội ngũ báo cáo viên pháp luật của huyện có 64 người là cán bộ công chức các phòng, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện và các ngành, đoàn thể trên địa bàn của huyện. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã hiện có 223 người, 100% có trình độ đại học. Huyện chú trọng công tác kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật theo quy định, tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ công chức phòng tư pháp, công chức tư pháp hộ tịch xã thị trấn, hòa giải viên và tuyên truyền viên pháp luật xã thị trấn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn của huyện. Nhiệm kỳ qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có sức lan tỏa lớn, khích lệ động viên hội viên nông dân quyết tâm vươn lên, đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm, khai thác tiềm năng thế mạnh về vốn, lao động, đất đai, đầu tư vào sản xuất. Đến nay toàn tỉnh có trên 6.200 hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Số hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp là 5.567 hộ, bình quân mỗi năm tăng 8,8%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội 9 đề ra. Tiêu biểu như hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Oanh, huyện Phong Thổ, Nguyễn Văn Tân, huyện Tân Uyên, Đào Huy Cương, thành phố Lai Châu, bà Lù Thị Kẻo, huyện Mường Tè được tôn vinh là nông dân Việt Nam xuất sắc, danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương và nhiều tập thể cá nhân được các cấp các ngành biểu dương, khen thưởng. Thời gian qua, chỉ số tính năng động của huyện Tam Đường tiếp tục được cải thiện, được các doanh nghiệp đánh giá tốt. Tính năng động tiên phong là một chỉ số thành phần PCI đo lường sự linh hoạt sáng tạo của chính quyền trong quá trình thực thi chính sách pháp luật của Trung ương, mức độ kịp thời và hiệu quả trong việc giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Trong năm 2023, để tiếp tục nâng cao chỉ số thành phần PCI về tính năng động, huyện Tam Đường quyết tâm không có chính quyền cấp huyện không thực hiện đúng chủ trương chính sách của lãnh đạo tỉnh. 90% doanh nghiệp đồng ý các khó khăn vướng mắc được tháo gỡ kịp thời qua các cuộc đối thoại tiếp xúc doanh nghiệp tại tỉnh. 95% đồng ý chủ trương chính sách của tỉnh đối với việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động là ổn định và nhất quán. 98% đồng ý tỷ lệ doanh nghiệp tin tưởng rằng lãnh đạo địa phương đã hành động để thực hiện các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.